Các bạn thân mến, chào mừng các bạn tới tập tiếp theo của Rich Dad Lộc. Tôi rất là vui trong tập này. Chúng ta sẽ cùng nói về làm thế nào để tạo ra nguồn cảm hứng và động lực mỗi ngày. Các bạn biết đó, cảm hứng giúp cho bạn sống cái cuộc đời này trở nên tuyệt vời hơn. Còn động lực tạo cho bạn những cái điều tuyệt vời để mỗi ngày bạn có thêm được năng lượng. Làm thế nào để tạo ra nó đây? Và trong rất nhiều năm khi học thầy Tony Robbins và rất nhiều những người thầy vĩ đại khác trên thế giới, tôi nhận ra rằng cảm hứng và động lực là hai thứ khác nhau. Cảm hứng là những thứ thuộc về những cái gì dài hạn, long term. Còn ngắn hạn, nó là những cái thứ liên quan đến động lực. Và ngày hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu làm thế nào để luôn tạo ra cảm hứng và làm thế nào để tìm ra động lực để bạn phát triển mỗi ngày một cách tuyệt vời nhất. Và bây giờ, cùng khám phá với tôi. Chúng ta bắt đầu các bạn nhá. Bây giờ tôi sẽ chia sẻ cho bạn làm thế nào để tìm ra nguồn cảm hứng dài hạn cho các bạn. Có rất là nhiều bí mật để giúp cho bạn tìm ra nguồn cảm hứng, và đây là một số bí mật được chia sẻ các bạn nhá. Thứ nhất, các bạn nên tìm ra những người thành công mà bạn muốn trở thành họ. Có thể là Bill Gates, có thể là Jack Ma, có thể là Donald Trump, có thể là Robert Kiyosaki, có thể là Richard Branson, có thể là T.H. Eker, có thể là rất nhiều những người thành công khác. Bạn hãy chọn ra những ai mà bạn muốn trở thành. Hãy học từ họ, follow họ. Và chúng ta hãy đi tìm cái con người bên trong của họ để đưa vào con người của mình. Chắc chắn một điều rằng bạn không phải là họ trong cuộc đời này, nhưng bạn có thể lấy những cái phần tinh hoa trong cái con người của họ vào của bạn. Những người thành công là bao gồm nhiều người thành công khác cộng lại. Và các bạn biết không, bản thân tôi, trong con người của tôi, khi tôi nói chuyện về động lực thì con người của tôi xuất hiện Tony Robbins. Khi tôi nói chuyện về tài chính, tư duy tài chính, thì tôi có cái con người xuất hiện, đó chính là Robert Kiyosaki. Khi tôi nói về bán hàng thì có một con người xuất hiện, đó chính là thầy Blessinger. Và có rất nhiều người thầy như vậy đã xuất hiện trong cái cơ thể của tôi mỗi khi tôi xuất hiện ở đâu đó. Và các bạn cũng như vậy, đúng không ạ? Chính vậy, các bạn cần phải tìm cho tôi ít nhất 5 người bạn muốn mô phỏng và muốn trở thành họ. Từ đó thì sẽ giúp cho bạn có được cái con người mà bạn muốn trở thành. Và nhớ rằng follow họ, phụng sự họ là cái cách rất tuyệt vời để bạn có được cái con người đó. Điều thứ hai để có cảm hứng tuyệt vời, đó chính là bạn cần phải đọc thật nhiều sách. Sách đó chính là một kho tàng kiến thức. Một cuốn sách hay coi như một cái người thầy tuyệt vời. Một cuốn sách bán chạy, cuốn sách được rất nhiều người biết đến, đó chính là người thầy vĩ đại. Các bạn biết không, chúng ta cần có những người thầy như vậy. Trong cuộc đời này chúng ta không thể gặp được tất cả mọi người, chúng ta cần phải thông qua sách để được truyền cảm hứng. Mỗi cuốn sách nó chính là một lý tưởng sống của một cái con người. Những bài học thành công, những bài học thất bại, và có rất nhiều điều mà bạn cần học được. Vậy sách là nguồn cảm hứng rất là tuyệt vời. Và thông qua sách bạn có thể học được rất nhiều những cái nguồn cảm hứng để từ đó bạn có thể đi lên. Và tiếp theo, bạn có thể dựa vào những cái câu nói thành công của những người nổi tiếng. Ở nhà của tôi hay là văn phòng của tôi đều có treo những cái câu nói, tôi gọi là câu quotes. Những câu được truyền cảm hứng mỗi ngày, những câu nói của Jack Ma, câu nói của Bill Gates, câu nói của mẹ Teresa, rất nhiều những câu nói được truyền cảm hứng thật tuyệt vời cho tất cả các bạn. Và các bạn biết không, khi bạn có được những câu nói được truyền cảm hứng như vậy thì bản thân bạn cũng được truyền cảm hứng. Và một điều nữa để truyền cảm hứng, đó chính là những kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Thế giới là rất là tươi đẹp, thế giới là vô cùng tuyệt vời, thế giới là có rất là nhiều nơi bạn cần đến, có rất nhiều điều bạn cần phải khám phá. Vậy hãy lấy những cái điểm kỳ quan của thế giới để bạn khám phá cuộc đời này, để cho bạn cảm hứng. Những đỉnh núi cao như là Everest, những cái thành phố rất là xa, những cái quốc gia rất là xa xôi, rất là nhiều những cái đại lục rất là tuyệt vời, rất là nhiều cái kỳ quan thiên nhiên vô cùng hoành tráng, vô cùng kỳ vĩ, sẽ đưa bạn đến đó, sẽ ban cho bạn những cái điều tuyệt vời để bạn trở nên thành công hơn. Vậy thì cảm hứng nó sẽ đến với bốn cái khía cạnh mà tôi vừa chia sẻ: những con người thành công, những cuốn sách hay, và những câu nói truyền cảm hứng, và đặc biệt là những cái điểm đến, những cái nơi mà bạn có thể muốn chinh phục trong cuộc đời này. Và nhớ rằng hãy tạo cho mình những nguồn cảm hứng thông qua hình ảnh, thông qua video, thông qua cảm xúc, thông qua những cái bài học. Và đó là điều rất là tuyệt vời. Và bây giờ chúng ta hãy tiếp tục tìm hiểu làm sao để tạo ra động lực mỗi ngày. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nói về động lực. Làm thế nào để tạo cho bạn động lực mỗi ngày? Tôi đã gặp rất là nhiều người trong xuyên suốt 10 năm đào tạo của tôi. Thường thì họ đi học xong thì một phần là họ có năng lượng ở ngay lúc đó, sau đó một thời gian về thì họ bị tụt năng lượng. Cũng giống như rất nhiều khoa học khác cũng tương tự như vậy. Tại sao con người chúng ta lại mất năng lượng và mất cái sự nhiệt huyết như vậy? Đó chính là họ thiếu nguồn cảm hứng, như tôi đã chia sẻ lúc nãy. Và đặc biệt
họ không biết tạo ra cho mình những cái động lực mỗi ngày. Vậy động lực đến từ đâu? Động lực đầu tiên tôi phải giải thích lại cho bạn, động lực đó chính là những gì liên quan đến ngắn hạn thôi. Để có động lực thì bạn cần phải thách thức bản thân bạn. Việc thách thức bản thân bạn nó vô cùng quyết định để tạo cho bạn động lực mỗi ngày. Ví dụ như là bạn thách thức rằng mình sẽ chạy bộ 10.000 bước trong vòng 30 ngày. Nhưng mà cái việc thách thức đó nó phải có thưởng và phải có phạt, thậm chí phải có người đồng hành. Nếu như bạn không có người đồng hành thì bạn rất dễ bị từ bỏ cái trở thành cái thói quen cũ của các bạn. Vì con người bên trong của bạn nó luôn luôn muốn giữ bạn một cách an toàn. Thế cho nên để tạo ra cho mình một cái động lực, bạn cần một cái thách thức, nhưng nó phải có một cái bản kế hoạch. Bạn nhớ nhá, ví dụ ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4. Trước đây thì tiếng Anh của tôi cũng rất là tệ, nhưng sau đó thì tôi được một người huấn luyện viên, anh ấy lập cho tôi một bản kế hoạch trong vòng 60 ngày, rồi sau đó đến 6 tháng. Rồi mỗi ngày là tôi phải làm thế này, làm thế kia. Và khi mà mình không làm thì thậm chí là anh ấy phải nhắc nhở tôi, anh ấy cũng phải yêu cầu tôi một cái việc làm thế nào đấy để có thể là tự phạt mình, bản thân mình. Và từ đó thì tất nhiên mình sẽ trở nên tốt hơn. Và tôi cảm ơn anh ấy bởi vì là có anh ấy ngày hôm nay và tôi đã tạo cho mình được một thói quen học tiếng Anh mỗi ngày. Giống như chạy bộ cũng thế, các bạn cũng cần phải tìm tới người đồng hành. Bạn có thể lập ra một cái nhóm nhỏ trên Facebook, trên Zalo, hoặc là bạn có thể cùng một người bạn nào đó trong cái khu xóm của bạn, nhưng phải có sự cam kết. Vậy động lực đến từ đâu? Đến từ việc cam kết với bản thân bạn mỗi ngày, nhưng phải chắc chắn rằng cần phải có một người đồng hành, các bạn nhớ nhá. Mà người đồng hành quan trọng nhất đó chính là huấn luyện viên của bạn. Hãy tìm ra huấn luyện viên. Cái huấn luyện viên đôi khi bạn chỉ cần hiểu rằng đó chỉ đơn giản là người cùng đồng hành với bạn, cùng thúc đẩy bạn lên, thế là đủ. Như vậy chúng ta đã tìm hiểu được sự khác biệt giữa cảm hứng và động lực. Bạn còn nhớ không? Cảm hứng chính là những gì liên quan đến dài hạn, còn động lực là những gì liên quan đến ngắn hạn. Và hãy thực hiện nó để tạo cho bạn một cuộc đời ngoại hạng hơn. Và Tony Robbins nói rằng sống cuộc sống là phải ngoại hạng. Chúng ta trở thành những con người ngoại hạng để giúp bản thân mình là động lực cho người khác, là nguồn cảm hứng cho người khác. Và chắc chắn rằng bạn sẽ là người rất là tuyệt vời trong ánh mắt của rất nhiều người ở ngoài kia. Bạn sẽ là niềm tự hào của bố mẹ bạn, của bản thân bạn và kể cả cái thế giới này nữa. Nếu bạn cảm thấy video này hay, hãy share và like, comment cho tôi. Xin chúc các bạn có nhiều niềm vui, sức khỏe. Hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo của Rich Dad Lộc.